Một lô đất nằm trên mặt tiền đường nhựa đẹp như thế này mà giá cực kỳ rẻ, gần ngay chợ Dòng Găng. Lúc trước chủ kêu 390, nay giảm nhanh cho cô chú anh chị nào thiện chí còn 360 triệu. Và đây là hiện trạng đường và đất, ngang từ đây qua giáp bên tay trái 4m, dài sâu vô trong 14m, tổng diện tích được công nhận trên sổ 56m2, full thổ cư. Điện nước wifi đầy đủ, nằm trong khu dân cư đông đúc, đi lại chợ trường học cũng rất gần, mặt tiền đường nhựa. Từ chỗ đất đi lại chợ Dòng Găng 279m, đi lại Bách Hóa Xanh 100m, cách bệnh viện 387m, cách trường học 800m, đầy đủ các hệ thống tiện ích sinh hoạt và dễ dàng di chuyển. Sổ sách thì đầy đủ chính chủ, đất này tọa lạc tại xã Tân Phước, Tân Hồng, Đồng Tháp. Cô chú anh chị nào có nhu cầu alo Hùng 0902645060. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem và theo dõi kênh Nhà Đất Đồng Tháp. Kính chúc cô chú anh chị mình sức khỏe và thành công. Cô chú anh chị đừng quên bấm đăng ký kênh Nhà Đất Đồng Tháp miễn phí để theo dõi những lô đất rẻ nè. Biết đâu cô chú anh chị mình lựa chọn được một cái căn nhà ưng ý và một cái miếng đất hợp lý. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở video về nhà hoặc đất tiếp theo.